Xin chào các bạn, hành tinh của chúng ta là một nơi bí ẩn và tuyệt đẹp. Trên đó có tồn tại sự sống, với sự phát triển của nhiều loài động thực vật khác nhau mà chúng ta đã biết hoặc chưa biết. Chúng có nhiều hình dạng và đa dạng về kích thước khác nhau, từ cực nhỏ đến cực lớn như cá voi xanh dài 30 mét. Cho dù bạn đo về cân nặng, chiều cao hay chiều dài, không thể phủ nhận một số loài động vật rất lớn so với những loài khác cùng lớp hay cùng họ. Cùng xem qua video danh sách top 10 loài động vật lớn nhất trên thế giới. Côn trùng nặng nhất thế giới, bọ Goliath. Ẩn mình trong những khu rừng nhiệt đới châu Phi, bọ cánh cứng Goliath chiếm vị trí đầu bảng là loài côn trùng nặng nhất trên thế giới. Chúng nặng tới 3,5 pound 100 gram, phát triển đến chiều dài 4,5 inch 11,5 cm và có màu nâu, đen hoặc trắng. Loài này có một cặp cánh màng lớn thực sự được sử dụng để bay. Khi không sử dụng, chúng được xếp dưới cánh cứng. Đầu có màu trắng, với một chiếc sừng hình chữ Y đen ở con đực được sử dụng trong trận chiến với những con đực khác để giành thức ăn hoặc bạn tình. Bọ cánh cứng Goliath ăn chủ yếu nhựa cây và hoa quả. Lưỡng cư lớn nhất thế giới, kỳ nhông Trung Quốc. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc là loài lưỡng cư lớn nhất còn sống, nặng khoảng 30kg và những con lớn nhất có thể nặng tới 60kg và phát triển đến chiều dài 6 feet 1,8 mét. Tuy ít thay đổi so với tổ tiên của mình, chúng được biết đến như những hóa thạch sống. Chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng trong môi trường hoang dã. Chúng là những gì còn sót lại từ thời khủng long. Các con đực là bậc thầy về việc dùng hang, tổ và còn được gọi là cá hải nhi bởi vì khi chúng tức giận có tiếng kêu giống như tiếng trẻ con khóc. Loài chim lớn nhất thế giới, đà điểu. Đà điểu là loài chim lớn nhất còn sống với chiều cao 9 feet 2,7 mét và trọng lượng 156 kg và có kích thước 1,9 inch 5 cm. Mắt của chúng là mắt lớn nhất trong số các loài chim. Chúng không có răng và có thể sống trong nhiều ngày mà không cần nước vì chúng có thể tự tạo nước bên trong cơ thể. Không giống như các loài chim không bay khác, các loài đà điểu không có xương trạc trên xương ức của chúng mà như thể thiếu nơi neo đủ mạnh cho các cơ cánh của chúng. Vì thế chúng không thể bay được mặc dù chúng có các cánh phù hợp cho việc bay lượn. Bò sát lớn nhất thế giới, cá sấu nước mặn. Loài bò sát sống lớn nhất là loài cá sấu nước mặn, phát triển đến chiều dài trung bình là 17 feet 5,2 mét. Mặc dù chúng có thể dài tới 21 feet 6,3 mét và nặng tới 453 kg, chúng phân bố rộng rãi ở các vùng nước lợ và nước mặn ở Ấn Độ, châu Á và Úc. Chúng ăn tất cả các loài động vật mà chúng có thể bén mảng tới, bao gồm cả cá mập nếu chúng có cơ hội. Trong số tất cả các loài cá sấu nước mặn có khả năng xem con người như một con mồi mạnh mẽ nhất và có một lịch sử lâu dài tấn công con người khi con người vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Do sức mạnh, tính tình hung dữ, máu lạnh, kích thước và tốc độ đáng sợ, cá sấu nước mặn được xem là một trong những loài cá sấu nguy hiểm nhất thế giới. Cá lớn nhất thế giới, cá mập voi. Sống dưới nước, loài cá lớn nhất còn sống là cá mập voi dài 40 feet 12 mét. Với trọng lượng lên tới 22 tấn, chúng là một cảnh tượng rất ấn tượng. Nhưng mặc dù có kích thước lớn, chúng chủ yếu ăn các sinh vật phù du nhỏ bé. Có mặt ở các vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới, cá mập voi được coi là loài dễ bị tổn thương và bị săn bắt ở một số khu vực. Qua các nghiên cứu kỹ lưỡng về cá mập voi, người ta ước tính tuổi thọ của loài này là từ 80 đến 130 năm. Loài cá này sở hữu cái miệng rất rộng và có khả năng lọc thức ăn, tương tự như hai loài cá mập khác là cá mập miệng to và cá mập phơi nắng. Động vật ăn thịt lớn nhất thế giới, gấu nâu. Vị trí của loài ăn thịt lớn nhất trên đất liền được chia sẻ giữa gấu nâu và gấu Bắc Cực. Với trọng lượng khổng lồ 907 kg và cao tới 10 feet 3 mét khi đứng bằng hai chân sau, trong khi bạn sẽ tìm thấy gấu nâu trong các khu rừng và núi ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, bạn cần phải đi xa hơn về phía Bắc đến vòng Bắc Cực để nhìn thoáng qua gấu Bắc Cực. Rất hiếm khi gấu nâu giết chết hay gây thương tích cho con người, nhưng đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ở khu vực Scandinavia, trong 100 năm gần đây, có 3 trường hợp bị giết chết bởi gấu nâu. Các vụ tấn công xảy ra khi gấu bị thương hay đang nuôi con. Ngoài ra, có thể các loài gấu khác, chẳng hạn như gấu trắng Bắc Cực, đã tấn công khi chúng đi kiếm thức ăn. Gấu nâu rất dễ bị kích động và có thể giết chết người chỉ bằng một cú tát của nó. Động vật cao nhất thế giới, hươu cao cổ. Với chiều cao 19 feet 5,8 mét, hươu cao cổ là động vật sống cao nhất trên trái đất.
riêng cổ cao 6 feet 1,8 m. Hươu cao cổ có phạm vi phân bố rải rác từ Tchad ở miền Bắc đến Nam Phi ở miền Nam và từ Niger ở miền Tây đến Somalia ở miền Đông Châu Phi. Hươu cao cổ thường sống ở savan, đồng cỏ và rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây keo mà chúng gặm ở độ cao mà hầu hết các động vật ăn cỏ khác không thể với tới. Con nhỏ được sinh ra sau 15 tháng tuổi thai và cao 2 mét. Động vật sống có thể tích lớn nhất, voi châu Phi. Động vật sống trên cạn lớn nhất là voi châu Phi, có thể nặng tới 6.350 kg. Chúng thường cao tới 35 feet 10,6 m từ thân đến đuôi và có chiều cao đến vai là 13 feet 4,2 m. Có ít nhất hai loài, voi savan và voi rừng. Tương ứng với kích thước của chúng, voi ăn mỗi ngày hết 225 kg cỏ, lá cây và uống hết 200 lít nước. Bốn răng hàm to lớn của chúng giúp việc nghiền nát thức ăn dễ dàng hơn. Vào mùa sinh sản, voi cái phát đi những tín hiệu đến voi đực. Ngay lập tức, những con voi đực tập trung gần đàn voi và bắt đầu đánh nhau. Con voi chiến thắng sẽ được voi cái cọ sát thân vào thân con voi đực. Đó là tín hiệu đồng ý giao phối. Sau đó mỗi con một ngả nhưng vẫn giữ liên lạc. Voi cái sinh ra một chú voi con chỉ cao 1 mét và nặng 100 kg. Voi con bú sữa mẹ trong suốt 5 năm đầu đời và trưởng thành sau 10 đến 15 năm. Chúng đang nằm trong sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN. Mực lớn nhất thế giới, Colossal Squid. Kích thước của loài mực khổng lồ thường bị phóng đại. Với các bài đăng lan truyền trên Internet nói rằng chúng có thể dài tới 60 feet, 18 mét hoặc thậm chí là 90 feet, 27 mét. Tuy nhiên, con mực lớn nhất được ghi nhận là dài 45 feet, 14 mét. Chúng có đôi mắt lớn nhất trong vương quốc động vật, đường kính lên tới 10 inch, 25 cm. Động vật lớn nhất mọi thời đại, cá voi xanh. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất mọi thời đại, đạt trọng lượng khoảng 198 tấn, 180 tấn và chiều dài 98 feet, 30 mét. Chỉ riêng chiếc lưỡi của chúng có thể nặng bằng một con voi và trái tim của chúng nặng như một chiếc ô tô. Nhưng chúng vẫn tồn tại bằng cách ăn một chế độ ăn giàu sinh vật phù du nhỏ bé. Trước thế kỷ 20, cá voi xanh tồn tại với số lượng cá thể lớn ở hầu hết các đại dương trên thế giới. Nhưng hơn 100 năm qua, chúng bị săn bắn đến mức gần như tuyệt chủng cho đến khi được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế vào năm 1966. Theo một báo cáo, vào năm 2002, có xấp xỉ 5.000 đến 12.000 cá thể sống trên toàn thế giới. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều chủng loại động vật khác nhau, có loài nhỏ, có loài trung bình, có loài nhanh, có loài chậm và cũng có loài có kích cỡ khổng lồ như top các loài vật to lớn nhất hành tinh bên trên. Mong rằng với những thông tin trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích về hành tinh của chúng ta. Vậy là video top 10 loài động vật lớn nhất thế giới đến đây là hết rồi. Nội dung còn nhiều thiếu sót, mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ấn nút like và đăng ký kênh để xem thêm thật nhiều video thú vị của bọn mình nhé.